Hoa hậu Ngọc Châu yêu kiều với sắc đỏ trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Chỉ còn chưa đầy một ngày, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 sẽ chính thức được diễn ra. Vào sáng mai, ngày 15 tháng 1, theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ chính thức được diễn ra tại New Orleans, Mỹ. Trải qua những ngày tập luyện vất vả, Ngọc Châu đang nỗ lực hết sức mình để tỏa sáng cho đêm chung kết. Xuất hiện trong bộ hình cuối cùng trước đêm chung kết, Ngọc Châu diện váy yếm đỏ yêu kiều cùng lối make-up rực rỡ. Ở đêm thi bán kết, Ngọc Châu đã có màn thể hiện xuất sắc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Đại diện chuyên trang nhan Success Factor cũng đã có buổi phỏng vấn riêng với Ngọc Châu. Khi phóng viên hỏi khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất, Ngọc Châu đã không ngần ngại chia sẻ đó là ngay trong đêm thi bán kết, cô được hô vang hai tiếng Việt Nam. Người đẹp cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về niềm tự hào khi khoác lên chiếc áo choàng mang giấc mơ cũng như bộ váy bướm cùng điệu Lotus Walk. Hiện tại trên các bảng xếp hạng dự đoán, Ngọc Châu cũng đã có những dấu hiệu tích cực và cư dân mạng cũng hy vọng người đẹp sẽ làm nên chuyện tại chung kết năm nay.